Cristiano Ronaldo đã chính thức ra mắt tại câu lạc bộ mới Al Nassr của Ả Rập Xê Út vào thứ Ba, tại sân Sun Park có sức chứa 25.000 người ở Riyadh, và cho biết anh đã từ chối rất nhiều lời đề nghị khác trên khắp thế giới. Cựu tiền đạo siêu sao của Man United, Real Madrid và Juventus đã ký hợp đồng 2 năm rưỡi với Al Nassr, nơi anh nhận được 75 triệu đô la Mỹ mỗi năm và qua đó trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất mọi thời đại. Nhưng vì sao chọn chơi tại Saudi Pro League kém danh, thay vì vẫn còn nhiều cơ hội chơi bóng đỉnh cao nhất ở châu Âu, thì cầu thủ sắp tròn 38 tuổi chia sẻ trong một cuộc họp báo: "Tôi rất tự hào khi đưa ra quyết định lớn trong đời mình. Ở châu Âu, công việc của tôi đã hoàn thành. Tôi đã giành được mọi thứ và chơi cho những câu lạc bộ lớn nhất. Đây là một thử thách mới." Ronaldo cũng đã đáp lại luận điệu cho rằng anh đến chơi bóng ở Ả Rập Xê Út vì tiền. "Tôi là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Đối với tôi, điều đó là bình thường." Siêu sao người Bồ Đào Nha tiết lộ rằng đã từ chối những lời đề nghị khác nhau trên khắp thế giới trước khi gia nhập Al Nassr. Anh đã có nhiều cơ hội chơi ở châu Âu, Brazil, Australia, Mỹ, Bồ Đào Nha và có rất nhiều câu lạc bộ đã cố gắng ký hợp đồng với anh, nhưng anh đã hứa với Al Nassr. Trong sự nghiệp vĩ đại của mình, Ronaldo đã giành 5 quả bóng vàng và 5 chức vô địch Champions League. Anh là cầu thủ giữ kỷ lục ghi bàn thắng quốc tế với 118 pha lập công sau 196 trận cho tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo cũng đang giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong các trận đấu chính thức ở mọi cấp độ, 819 bàn trong 1.145 lần ra sân, cũng như kỷ lục ghi 60 hat-trick, trong đó bao gồm 2 kỷ lục tại Champions League, 140 bàn và 8 hat-trick. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã bị chấm dứt hợp đồng với Man United vào tháng 11 sau khi thực hiện một cuộc phỏng vấn gây chấn động trên truyền hình. Trong đó, anh chỉ trích huấn luyện viên Erik ten Hag và chủ sở hữu câu lạc bộ là gia đình Glazer. Al Nassr, đội 18 lần vô địch Ả Rập Xê Út, đã tiếp cận và đưa ra lời đề nghị với Ronaldo trong thời gian anh tham dự kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ được xác nhận vào ngày 30 tháng 12.